Thành Vinh Danh có một học viện mang tên Học viện Ngôi Sao, nơi đào tạo những học viên ưu tú, tài năng xuất chúng. Ủa, chuyện gì vậy ta? Bi, 15 tuổi, biệt danh Bi háo hỉnh, cực siêu tiếng Anh, hát rất hay. Phím 4, sàn karaoke. Du, 12 tuổi, thích đọc sách và hiểu biết rộng, biệt danh Du một sách. Phím 3, thế giới truyện cổ. Một thế giới game hoành tráng với những pha mạo hiểm, gây cấn, hãy khám phá cùng Bo xíu quậy. Phím 2, phiêu lưu game. Tìm biết tốt, 15 tuổi, chuyên gia IT, tài năng của học viện ngôi sao. Phím 1, lớp học thông minh. Lưu giữ những kỷ niệm của bạn cùng Lily Lắc trên phim 5, lớp chia sẻ. Hãy gọi đến và tham gia nhiều chương trình hấp dẫn cùng nhóm F5, Tin, Ly, Bi, Bo và Du nhé. Hẹn gặp các bạn ở Học viện Ngôi Sao, 1900 585878.